Bởi vì sống một cái gì đó lớn hơn, làm một cái gì đó bự hơn, khó hơn nhiều so với cái chuyện sống bình thường và tầm thường. Mấy chục năm em đã hy sinh cho gia đình, ba mẹ, em với cháu, mua nhà, những người đứng tên là mẹ em và trả nợ. Giờ em xa cơ gia đình, em hắt hủi em, giờ em mệt, em muốn dọn ra ngoài, không biết đúng không chị, chị cho em lời khuyên. Một trong những cái đó, chị hay thấy người Việt Nam mình vậy này, đi làm nước ngoài, gửi tiền về cho người này người kia mua nhà, mua đất. Rồi hay thích nói cái câu như vậy, chị nghĩ cái đó là cái văn hóa của mình luôn, là mình hay nói cái câu: tôi làm cái này tôi hy sinh cả cuộc đời của tôi cho gia đình tôi mà gia đình tôi không có ai biết và không có ai trân quý hết. Trên đời nó có hai loại người á mọi người, một là chỉ có biết cho và một bên chỉ có biết nhận. Cái bên mà chỉ có biết nhận, họ không bao giờ hiểu cảm giác của người đi cho hết á. Và Nhi muốn nhắc lại các bạn, Nhi là cái người mà đẻ ra Nhi đi cho rất là nhiều. Nhi hiểu cảm giác của bạn khi mà bạn hay dùng từ hy sinh á, thì hy sinh cái này cái kia cho ba má, cho gia đình, cho nội ngoại hai bên. Nhi mà nói với các bạn sống cho bạn thôi á, thì các bạn sẽ nói là chị Nhi ích kỷ vậy. Nhưng mà em cứ nghĩ vậy nè, Nhi nghĩ Nhi không ích kỷ, Nhi chỉ dám nói thẳng cho các bạn biết là các bạn phải chọn sống như vậy thôi. Nhưng mà nó không phải ích kỷ. Nhi mà không có chọn bảo tồn cái năng lượng của Nhi, hay còn gọi là Nhi bảo vệ cái, những cái thứ đó bằng cách là Nhi biết đây là cái thứ Nhi muốn làm, Nhi biết Nhi muốn đi giúp mấy đứa nhỏ lại. Tại vì con nít nó không có lỗi, con nít nó rất nhỏ, nó đẻ ra trên cuộc đời này nó cần được định hình, nó cần được giáo dục, nó cần được giúp đỡ. Mà trong khi Nhi dành một ngày 24 tiếng của Nhi để Nhi buồn về cha, về mẹ, về gia đình, về họ hàng, về những cái người mà không đáng, mọi người nghĩ coi hai cái khoảng thời gian đó Nhi có thể dùng để giúp lại những đứa trẻ khác có cuộc đời tử tế hơn, hay là Nhi dành để buồn cho gia đình Nhi. Và cái câu của Nhi dọn dùng lại cho mọi người là: bạn cảm thấy ba má của bạn đã đến lúc mình phải dừng nói là máu trong gia đình là đặc hơn nước sông, nước biển, nước này nọ, đại loại là muốn nói người dân á là không bằng người nhà. Thì Nhi nói đã đến lúc các bạn phải tỉnh táo lại đi. Tại vì nếu máu nhà bạn mà độc hại quá, bạn là người nhiễm độc cả cuộc đời, bạn khổ thôi. Tại vì Nhi không có sống cho cuộc đời của bạn, Nhi không có khổ. Ông trời ông sẽ tát vô trong mặt mình 500 lần. Một, mày đưa tiền cho ba mày đúng không, ba mày đi nhậu. Các lần kế tiếp đưa tiền cho má mày đúng không, má mày đi chơi xài. Tại vì cả cuộc đời không có được giáo dục về tài chính. Mà khi bà họ không được giáo dục về tài chính, bạn đưa tiền đường nào nó cũng đi ra hết á. Và các bạn có thể nói Nhi em làm sao em bất hiếu với ba mẹ, làm sao em không nghe lời ba mẹ. Bullshit. Ngày mai ba má bạn biểu bạn đi giết người bằng đây, bạn cũng đâu có làm đâu. Cho nên như chính nói là đôi khi á, những người họ làm biếng á, họ hay mượn cái lý do là bởi vì gia đình ba mẹ của họ, để họ không muốn làm một cái gì đó lớn hơn. Bởi vì sống một cái gì đó lớn hơn, làm một cái gì đó bự hơn, khó hơn nhiều so với cái chuyện sống bình thường và tầm thường. Sống bình thường và tầm thường không có gì sai. Nhưng mà nếu như bạn chọn sống như vậy, bạn đừng có đi vô đây đổ lỗi cho ba má mình không có. Đó là trách nhiệm, đó là bạn chọn như vậy. Tại vì đi qua phía bên này rất cực. Tại sao như nói cực? Một, bạn phải đi ra khỏi nhà, bạn phải bắt đầu lại từ đầu, bạn phải đi làm từ dưới thấp đi lên. Như lặp lại, không có một con đường tắt nào hết. Bạn thích đi đường tắt, bạn sẽ trả giá sau này. Nhi mất 15 năm, 16 năm cuộc đời của Nhi để Nhi xây được cái cơn mơ này. Và Nhi lặp lại 16 năm. Cái lúc mày rửa đít còn chưa sạch, tao đã đi rửa chén, được chưa? Cái lúc mày rửa đít còn chưa, hỏi tụi nó coi. Thì Nhi cũng lết ra cáp với tụi nó thôi. Có tiền đi chăng nữa em cũng không bao giờ được quên cội nguồn. Em xuất phát điểm em từ đâu, em thấp từ đâu đi lên. Nếu như 5-6 năm tới em không hy sinh được cái chuyện tụt quần ra quốc rồi để mà em, tụi em cũng phải nghĩ một câu như vậy nè: mày đi ra đường mày nói ưu ước gì có chồng giàu, kiếm được trai đẹp, trai ngon, trai giàu, ước gì kiếm được con nào công chúa nhà giàu có tiền. Mày nghĩ 500 đứa đứng trước mặt mày nó không ước như mày hả? Đứa nào cũng ước như mày hết á. Cái bể cá nó rất là đông, con cá nào nó cũng đòi ăn lên con cá mập hết á. Mày nghĩ con cá mà là con cá mập nó ngu hả? Nó là con cá mập rồi, nó không có ngu đâu. Thay vì mất thời gian để đi tìm một nửa của mình giàu có để nuôi mày, mà một là nó giàu nó cũng không có nuôi mấy cái thứ vô dụng như mày. Tại vì á, cái người giàu họ không có thích ở với những người nhàm chán. Họ rất nhanh, họ rất tốc độ, họ phản xạ rất nhanh, tư duy họ rất nhạy bén, năng lượng họ rất cao. Họ ở với mày mà mày ngày nào mày cũng than, họ cũng không ở đâu. Một khi em nhanh nhất có thể em nhận thức cái đó, em càng đỡ mất thời gian để đi tìm những cái thứ vô lý và không có thiệt. Và em chỉ tập trung vô em xây lại từ đầu, em đi ra khỏi nhà, em xây dựng cuộc đời em lại từ bắt đầu từ con số 0. Cái con đường nó không có dễ, chắc chắn nó gian nan rồi. Dễ ai cũng giàu hả?
Nhưng mà cả cuộc đời của chị, bạn của chị, thậm chí những người làm ăn với chị không có thấy ai mà chị gặp họ mà họ không trải qua những cái thử thách như vậy hết. Và họ cũng nói thẳng với chị luôn mà, họ nói cái cách để tụi chị tôn trọng nhau đó là tụi chị ngồi với nhau, tụi chị phải biết được mày có từ ăn đi lên như tao hay không. Em nghĩ em không từ ăn cứ đi lên, em đẻ ra con cành vàng lá ngọc cũng gì sai đó hết, chị mừng cho em. Em nghĩ em được chị tôn trọng mà không có, chị không quan tâm, để đó của ba má mày không phải của mày. Tao với mày mà quăng vô rừng bắt sống lại từ đầu, tao coi đứa nào chết trước. Đời chọn mình là như thế nào vậy ạ? À? Vậy lắm. Cho em ví dụ nè, chị em biết có nên đi học đại học hay là nên đi ra ở ngoài mà em không có ở nhà, không có hạnh phúc của ba mẹ em nữa, cái chị kêu em chọn đi. Em kêu em không chọn, em để ba má em chọn. Đó là đời chọn đó. Đời sẽ thông qua ba má em chọn cho mày. Hành cho mày ra hành, tỏi ra tỏi, ok. Đó gọi là đời chọn đó. Cái xong rồi sáng tối chị em khổ tâm quá, đây là cái điều ba má em muốn nhưng mà đây không phải là điều em muốn. Cái xong chị hỏi em tiếp, em chọn đi. Không chị, giờ em phụ thuộc vô ba má em trả tiền nhà, tiền ăn, tiền ở cho em. Đời nó là vậy đó em. Một khi con tao cũng vậy, Eva cũng vậy thôi. Tao nói thẳng vô mặt nó mà, miễn mày còn ở nhà tao, mày còn xài thẻ credit card của tao, mày không có cửa để nói chuyện với tao, mày thích mày đi ra đường kiếm tiền đi con. Con của chị từ nhỏ nó đã biết iPad của nó, điện thoại của nó, áo quần của nó, tất cả là đồ chị cho nó mượn. Chị dùng từ mượn với nó luôn, chứ cái tao không nợ nần gì mày hết á. Và chị nói thẳng với con chị mà, chị kêu mẹ nuôi con ăn học mà con không trân trọng, mẹ sẽ nuôi những đứa trẻ mồ côi khác ở Việt Nam. Chị không bao giờ có tư duy là tao nuôi mày mà mày không biết điều hả? Rồi mỗi sáng đút nó ăn xong rồi chửi nó, không có, hỏi tụi nó coi con tao không ăn tao cho nó nhịn tao, tao không quỵ lị lại gì hết á, tao biểu ăn không ăn đúng không, tao đưa dòng sơn ăn thiệt má. Tụi em mới nhìn thấy hôm qua ai cũng bay lại dỗ nó khóc, tao kêu đứa nào mà nhà tới dỗ con tao đụng tao chửi nó né ra hết, nó cho con tao ngồi khóc một mình vậy đó. Tại vì chị như vậy con như vậy đó, tao không dạy con trai tao trở thành một người mày nghĩ là mày là cái rốn của vũ trụ hả, mày khóc là tất cả mọi người phải nhào tới mày hả? Mày là ai? Tất cả những người này ở đây là vì tao chứ không phải vì mày. Mày là con tao chứ mày không phải là má tao, mày cũng phải má thiên hạ. Hỏi tụi nó coi, tao cho con tao đứng một khóc một góc khóc vậy, không đứa nào dám mò tới đụng vô con tao, dỗ con tao luôn, tao không cho. Là một leader em phải trung thực, em phải cho người khác nhìn thấy con của chị khác gì với mấy đứa trong trại đại mồ côi, em không khác gì hết. Mấy đứa kia ai dỗ nó mắc mới gì bởi vì nó là con chị tụi nó phải dỗ hả? Không, không ăn hả? Nhìn sáng nay cũng vậy, tao kêu đi dọn biển nó bệnh nó không dậy nổi, chị ok chị đồng ý. Xong chị hỏi đó, chị nội hỏi nó một câu, hỏi người coi, tao hỏi nó một câu, tao kêu mày đi hay mày ở nhà, mày đi thì mày đứng lên mày thay đồ, mày không thì mày ở nhà, mày ở trong khách sạn mày ngủ. Nó nói dạ con ở nhà mày, kêu ok. Tại vì nó mà đi mà nó khóc là tao chửi nó đó, tại vì tao cho nó chọn mà. Tụi em cũng vậy, sáng tối em để ba má em chọn cho em, xong em đổ lỗi ba má sao kỳ vậy, chị không bao giờ chọn cho con chị. Chị cho nó hai sự lựa chọn nhưng chị để nó chọn, chứ chị không chọn cho nó, hiểu không? Hiểu cái sự khác biệt không? Tức là chị đưa cho nó cái sự lựa chọn, chị nói con chọn phương án A, đây là cái kết quả, con chọn phương án B, đây là cái kết quả, con chọn cái nào? Mày chọn rồi đúng không? Mày quay trở lại mày khóc đúng không? Tao chửi, ai biểu mày chọn? Hôm qua đi làm tóc vậy đó, cái xong cái chị làm tóc, chị thấy tội nó, tức kêu ủa sao Eva nó ngồi khóc. Tao kêu đâu lại, tao kêu hồi nãy mày chọn ở lại đúng không, dịch ra mày tao thôi nhưng mà là you and me đó. Kêu hồi nãy con nói với mẹ là con muốn ở lại, chị cho nó chửi sự dần lừa, nếu con ở lại rất chán tại vì mày làm tóc rất là lâu. Phương án thứ hai, con đi về nhà con ăn con ngủ con nghỉ ngơi tại vì 7:30 tối rồi. Nó không, con ở lại, con muốn ở lại với mẹ, tao biết nó chọn này là nó sẽ chán mà, con nít mà em làm sao ngồi đợi làm tóc được, nó vẫn chọn này. Tao kêu đầu lại, tao nói hồi nãy mày chọn phải không? Nó nói dạ. Bây giờ mày đi về nhà được chưa? Tao dạ. Không khóc một tiếng nữa, lủi thủi đi ra xe anh Sơn chở về nhà. Cái chị làm tóc vậy hỏi chị, ủa sao con em á, em la mà nó không khóc mà sao nó mạnh dạn quá, nó tự tin vậy? Bởi vì từ nhỏ em dạy cho nó chịu trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Bởi vậy khi chị kêu đầu nó lại, chị la nó đâu chứ mở miệng nó khóc, nó hát, nó làm nũng rồi gì đó không. Con nít nó rất là thông minh, nó sẽ train lại em cũng phải train cho nó biết là tao là má mày đây chứ không phải là mày là má tao. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè, đó donate cũng vô đó luôn. Cái donate này là vô từ thiện á ngay chứ không phải vô Nhi Lê nha, đừng tưởng vô Nhi Lê nha. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đường link cũng ở dưới luôn. Rồi thế thôi, bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.